Chào các bạn, mình là Cầy. Sau đây mình sẽ giới thiệu các bạn cách làm quen với một cô gái ở trong trường đại học. Bây giờ mình có việc gấp phải đi rồi. Lúc nào cô giáo điểm danh, bạn nháy vào số này giúp mình nhé. Chị lái ba. Lái ba. Hi, 你认错人了.